Trận đấu chung kết đầu tiên cho đối phương gặp Parmesan. Bác C và Greg còn bên mình đó Parmesan, loại quân gì đấy nữa chúng ta hãy cùng chờ xem. Bên mình đó là Parmesan và Minoan. Bác C và Greg là một đối phương. Và anh em để ý trong buổi sáng ngày hôm nay tính đến thời điểm bây giờ thì Tiểu Bàn Tàu luôn luôn cầm những quân rất tuyển đó, cho John, Greg và Minoan. Loại quân quả thực nó rất tuyển trong deep map. Hơi đáng tiếc thì đây là thể loại 2v2 dân đu đầy 3-0 tay. Người chia sẻ anh Thiên Hạ, không biết anh muốn giao lưu bộ môn gì. Em thì ngày trước cũng trong nội tàng lễ thành phố, vì vậy những bộ môn kiểu như thổi kèn, BG, HG và CIA thì em làm khá tốt và khá ổn. Còn không biết anh muốn giao lưu thể loại gì, hoặc là các bộ môn kiểu như ba cây sóc đĩa tá lả, vâng, lô đề, bộ môn nghệ thuật hai số, đánh bóng, tennis cũng như quần vợt, đua ngựa các thứ. Không biết là anh Thiên Hạ anh muốn thi đấu bộ môn gì nhỉ? Và nghe em thì trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết, môn gì cũng giỏi. Nghệ thuật thì có cũng biết chơi đàn. Và về nghệ thuật thì cũng biết chơi đàn và chơi kèn, đàn thì chơi đàn bà thôi. Bây giờ đầu xi măng đang gì có 4 con. Giao lưu đám ma cái này thì thuộc sở trường của em mất rồi. Em trong đội tang lễ thành phố, vì vậy cái việc mà tổ chức đám tang thì em nghĩ là em làm tốt. Anh Văn nghĩ lê à, cái đấy có lẽ chưa được kiểm chứng. Bên này thì bài Parmesan xem nào, cũng bắt đầu thấy cho mình bãi quả. Không biết là bãi quả mấy cây đây, nhiều khả năng là bãi quả 6 cây. Xi măng báo về đang gặp màu 4, như vậy Hải Văn nhất sẽ người gặp Hải Dẻo. Gặp ai cũng thế thôi, Maxi và Parmesan. Lượng gỗ thì đã đủ để thiết kế chiếc BS đầu rồi. Bài pan này mình nghĩ là phải có thêm một đuôi voi nữa thì mới ổn được. Một bài ưu đồng, một bãi quả, thêm một đôi voi nữa thì nó mới là một bài trong sách giáo khoa được. Vâng, anh Thiên Hạ và Trần Góc thuê trong đội tăng lễ thành phố ấy không còn, nhưng mà hiện tại thì ở Vec vẫn đang tuyển những vị trí nhân viên nam massage và xoa bóp cho các kiếm thủ, cũng như là cho Moon và cho Akiho sau mỗi kèo đấu. Yêu cầu đó là phải 6 múi này, cao trên 1m75 này, cân nặng phải là tầm 70kg đổ lên, và dẻo dai, chịu được áp lực cao trong thời gian dài. Vâng, chịu được áp lực cao trong thời gian dài, nói chung nói thẳng ra thì nó phải lâu vào bên. Đấy, nó phải lâu vào bên. Nếu anh em nào cảm thấy mà phù hợp với vị trí trên thì vui lòng gửi video cũng như clip các thứ qua em check trước xem thử như nào. Bài pan thì bắt đầu ổn rồi, thấy một voi nữa dành cho kiếm thủ Văn nhất rồi. Voi đang ở khá xa, bài ô đầu sẽ làm mất tay khi mà đang phải đá từ hai bóng nhà chính về. Màu 4 đang ăn tranh một bầy hươu, màu 4 này đang rất đói đấy, một con voi kia, con voi voi ai câu kia, con voi kia nhiều khả năng đang bị ăn trộm rồi, nhiều khả năng đang bị lấy mất rồi. Bằng áp lực 4 giờ thì nó hơi ghê, nhưng mà áp lực tầm độ tiếng rưỡi thôi, em nghĩ là tầm tiếng rưỡi thì cũng làm anh em thỏa mãn rồi. Bằng Mark Bình cũng chỉ tiếng rưỡi thôi, chứ thực sự lâu quá nó cũng rát, nó cũng đau, nó cũng nhói. Để mà đẹp nhất thì giờ khoảng tầm 50 phút thì nó sẽ là tuyệt vời nhất.
dao động từ 40 đến 50 phút giữ gìn sức khỏe cho ngày mai. Bằng BM và BL sẽ không quá sớm nhưng lực là ổn cho máy ban này. Vẫn còn một nửa bãi quả đang bú và chất chất chịu down hill này về. Một bài bắt đầu làm Văn Nhất hơi mất tay về cái việc máy ép đời, nó không được thực sự là mắc mình. Đấy, cố gắng bao nhiêu cuối cùng cũng đổ xuống sông xuống bể hết. Con hươu nó sớm không nghe lời. Chào Thành Tiger, bọn em thì tên là Mưa thôi. Em ở nhà tên cùng cơm các cụ đặt thì là Huy. Sáng giờ cũng khá nhiều anh em cũng lẽ rồi. Bây giờ bảo mình luyện viên mới thì cũng không còn quá mới nữa rồi. Khi mà đồng hành với anh em cũng được khoảng tầm gần 2 tháng. Bây giờ mà bảo là mình luyện viên mới thì nó cũng nghe cũng không rọt tai. Hai con giò đang trao đổi chiêu thức với nhau. Bằng những màn trao đổi chiêu thức và có sự góp mặt của những tên phụt chân đến từ Z-Man. Hai con giò đều là con giò chưa có giáp. Tăng ra khá nhiều ruộng cho game thủ Văn Nhất tên này. Thằng này là 19 đến 20 thôi. Có lẽ bãi vàng này sẽ cần phải bò bế dần lại thôi. Xi măng 22 trên 36. Hai nhà mình đều là hai nhà đánh chém thôi. Màu hai đã lên đời. Maxi nhưng bên phía bên kia Greg của Tưởng Mạn Thầu vẫn cưa có dấu hiệu nhảy đời. Chào anh Phạm Văn Thành, không biết là anh Hi cái gì nhỉ, anh đã like và share chưa? Like và share. Vâng, hy vọng mỗi anh em chúng ta đang theo dõi cao đấu chúng ta sẽ bớt một chút ít thời gian dành tặng cho em thủ Di Mang những lượt like và những lượt share. Anh em nào xem mà chưa like thì chúng ta thao tác nút like là đơn giản thôi. Và tiếp theo đấy thì anh em có thể share vào các nhóm hoặc là share vào trang cá nhân cũng được, để mà những anh em khác, những chiến hữu khác có cùng niềm đam mê có thể vào và theo dõi cao đấu chúng ta. Ra thêm lượng cho bài Parmesan này của Văn Nhất. Màu 2 bắt đầu có Y, một bài Y của Maxi bóng giữa bản đồ. Chỉ mang đang bị tàn một tên là khá đau. Vẫn đang chặt được những con dân của Greg. Bằng lạc đào Văn Nhất đang được triển khai về bắt những con chém này. Cảm ơn anh Sinh Kagibi. Đang bị những con y Maxi đâm vào nhưng Văn Nhất cũng đã là người có y tiêu diệt con chém này và giải quyết những con y sau, lùi lại vẩy e hoặc vẩy bf vào cũng được. Rất nhiều y tờ này, rất nhiều y tờ này. Ba con y dành cho game thủ Maxi. Quái Maxi dường như là khỏe thì phải. Màu 4 bắt đầu công hù lên đây luôn. Mút trên 28 và đang bị những con đi Maxi chơi vào. Một bài Maxi mà lực khỏe khó rồi, để mà Maxi giạc nhiều y thì với mình đã là khó rồi. Phải là một bài pan mà thực sự đột biến cơ, chọc yếu được Maxi. Còn để mà Maxi nói chung khỏe lực thì rất khó anh cho bên mình đỡ được. Tỷ số là 2-2 và chúng ta sẽ có trận đấu chung kết trong trận đấu đầu tiên này. Và ngay trận đấu đầu tiên